Hôm nay được ngày nghỉ tranh thủ dọn phòng cho mấy đứa nhỏ Đang quét thì moi ra ở gầm tủ được mấy cái quần áo mốc đen bẩn như thế này đây Các bác xem quần áo như thế này thì mặc nữa hay là vứt đi mua đồ mới nhỉ Nói là nói thế chứ nhà em lúc nào cũng sẵn cặp siêu tẩy mốc Dr. V trong nhà Có quần áo bẩn là giải quyết ngay sau 40 đến 60 phút Đầu tiên đó là đun một son nước sôi Em lấy luôn nước ở trong bình nóng lạnh vào đun cho nó nhanh Sau đó đổ nước sôi ra chậu Đổ 50 ml chai siêu tẩy màu vàng vào, đổ tiếp 50 ml chai trợ tẩy sáng màu vải và sạch mốc gấp 2 màu xanh vào. Bước 3 đó là cho quần áo mốc vào. Các bác nhìn độ mốc này thì quá là mốc luôn. Ca này em cũng không tự tin lắm, không biết là cái kết quả nó sẽ như nào nên chúng ta sẽ cùng chờ thực tế nhé. Cho hết đồ mốc vào lấy đôi đũa cũ thần thánh đảo đều cho ngấm tẩy. Lúc nước nóng này càng đảo đều càng tốt mọi người nhá. Thì cái chất tẩy nó sẽ ngấm vào và làm sạch mốc. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi em sẽ không ngồi chờ kết quả nữa mà sẽ để đến sáng hôm sau. Cặp này tẩy không có mùi để lâu cũng không bị phai màu vải mà còn làm sáng màu vải hơn. Chào buổi sáng các bác nhé. Và quần áo mốc hôm qua Giờ đã sạch được đến 90% rồi nè, giặt và phơi lên là lại có quần áo mới để mặc cho con rồi. Cặp này thì tẩy được rất là nhiều các cái loại đồ ví dụ như là vết mốc thâm kim, vết máu, làm sạch được vết bẩn do kết mồ hôi, vết uh, sữa, vết mốc sữa, vết đồ ăn dặm của bé rồi là mốc vàng do mồ hôi thấm trên áo, giặt mà không sạch được hết hoặc là quần áo để lâu trong tủ dẫn tới bị mốc vàng. Tẩy sạch cả vết dầu mỡ đồ ăn, vết đồ uống như cà phê rượu vang, trà, nước hoa quả để sạch các vết nhựa chuối nằm sáng mới hoa văn của sợi vải và tẩy được cái trên cả đồ trắng đồ màu các bác nhé. Các bác mà đang muốn mua hàng thì bấm ngay vào giỏ nhé.